cạn thì không có nước rồi cô. Vô mùa năm là làm chế một vụ có khi không có. Ngay trên đầu nguồn này, sát đập Ba Bào này, cách có chưa tới cây số mà cũng thiếu nước, thiếu uống thì mấy người ở xa. Dân bọn tôi làm nông chỉ mong có nước nữa. Càng nhiều nước càng tốt. Nhiều thế hệ ở bà con rất là mong muốn có một cái hồ chứa nước để từ đó là bà con có cái nước sản xuất chủ động. Thưa quý vị, Bình Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước. Lượng mưa trung bình năm chỉ có khoảng 1.200mm, có nơi chỉ 700mm. Chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến cuối tháng 10 là hết mưa. Về mùa khô, năm nào cũng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Tại huyện Hàm Thuận Nam, hiện có hàng nghìn hộ dân đang khát khô chờ nước. Cứu khát, cứu khô hạn là nỗi mong mỏi lớn của nhiều xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, nước được ví như vàng. Ở đây, nhà nào cũng có những chiếc thùng đựng nước trời như thế này. Thùng, can, bình, tất cả những gì có thể đựng được nước đều đã được huy động. Nước mưa sẽ được tích trữ lại phòng khi thiếu mưa, thiếu nước. Nhưng dù đã trữ nước bằng mọi cách, vẫn không thể giải cơn khát trong mùa khô. Mùa cạn thì không có nước rồi cô. Xót cho mình ta lên mạng đồ cày cối quê hương của người ta, cày cối xanh lề của quê hương mình trong một. Hứng nước trời để sinh hoạt, còn việc trồng cấy ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Nhà ông Ly may mắn hơn nhiều hộ dân ở Hàm Cần, bởi giếng khoan này có thể cung cấp nước cho vườn thanh long vào mùa khô. Nhưng diện tích dãy ngô, ruộng lúa ở khu vực cao hơn của gia đình chỉ trồng được một vụ. Mùa hạn, cả ruộng và dãy đều trắng một màu héo úa. Các vườn thanh long ở Hàm Thuận Nam vào mùa khô chỉ biết trông chờ vào nguồn nước ngầm. Nhưng không phải giếng nào khoan xuống cũng có nước. Vâng, tại xã Hàm Cần của huyện Hàm Thuận Nam thì có rất nhiều những chiếc giếng khoan như thế này. Như chiếc giếng này thì đã khoan sâu đến gần 50 mét. Ở xung quanh đây thì có những giếng khoan sâu từ 70 đến 80 mét. Tuy nhiên thì hoặc là không có nước, hoặc là chỉ có nước một thời gian, sau đó thì lại cạn chờ đáy. 3 năm khoan chiếc giếng này thì chỉ 1 năm có nước, còn 2 năm trở lại đây thì đã không thể có nước để phục vụ cho tưới tiêu. Thiếu nước là câu chuyện nan giải của xã Hàm Cần nói riêng và huyện Hàm Thuận Nam nói chung. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến diện tích thanh long sụt giảm trong những năm vừa qua. Khoan năm nay được 3 năm nữa bị nó tuột nước rồi. Giếng ta khoan nhiều quá rồi mình nó tuột một cái rồi bị cái mạch nó trong cái mạch nó em à. Rồi nó thua luôn à. Tháng mưa tháng đó đâu có gì nước đâu mà ngoài sông đâu có nước con khu này đâu. Không kiếm thậm chí tàu không có nước uống nữa. Cách xã Hàm Cần không xa, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam cũng chung một cơn khát. Để đảm bảo nước tưới cho 1 hecta trồng thanh long của mình, ông Vũ Mai Hạnh, thôn Ba Bào, phải khoan đến 3 cái giếng. Giếng đầu tiên khoan sâu 80 mét nhưng không có nước. Chiếc giếng khoan này sâu tới 100 mét cũng không có nước. Cả vườn thanh long trong cao điểm mùa khô chỉ trông chờ vào nguồn nước của giếng này. Nhưng khi đã vào cao điểm nắng như đổ lửa, thì nước cũng khi có, khi không. Việc tưới nước cũng phải rất tiết kiệm. Giếng này là 2010 là không có nước này, rồi bỏ này, rồi khoan cái kia thì có nước, nhưng mà cứ tới tháng 2, tháng 3 thì nó lại thiếu. Thì lúc đó là chạy điện nó đang ít, cho nên là không có khoan thêm, rồi 1-2 năm sau lại khoan thêm một cái giếng nữa là không có nước. Cuối cùng là năm nay tới bây giờ vẫn thiếu nước. Ngay trên đầu nguồn này, sát đập Ba Bào này, cách có chưa tới cây số, mà cũng thiếu nước, thiếu uống gì mấy người ở xa. Bao năm qua, khát khô là câu chuyện quen thuộc của người dân Hàm Cần, Mỹ Thạnh, Hàm Thạnh và nhiều vùng khác của huyện Hàm Thuận Nam. Mang nước về là niềm khát khao cháy bỏng của người dân nơi đây. Chỉ khi có nước, sản xuất mới bớt khó khăn và cuộc sống mới bớt đi phần cơ cực.
Cơ cực khó khăn là tình trạng của rất nhiều hộ dân khát nước ở huyện Hàm Thuận Nam. Đặc thù khí hậu thừa nắng, thiếu mưa, sự mất cân đối về lượng mưa giữa mùa mưa và mùa khô ở vùng này khiến việc sản xuất vô cùng khó khăn. Người dân nơi đây loay hoay mãi, chưa thể thoát nghèo. Nắng cháy, đất đai cằn cỗi, những kho nước ở các hồ thủy lợi cũng chờ đáy. Hệ thống kênh mương nứt nẻ vì khô. Mùa nắng, sản xuất nông nghiệp của bà con huyện Hàm Thuận Nam gần như ngưng trệ. Đối với tháng nắng thì coi như là không sản xuất được. Các cái diện tích mà mùa mưa làm là coi như là bỏ trắng, kể cả các cái đồng ruộng. Lý do không chủ động được nước. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào nước trời, trong khi cây trồng nào cũng cần nước. Việc canh tác một vụ khiến thu nhập của bà con nông dân rất bấp bênh. Huyện Hàm Thuận Nam là địa bàn còn nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50%. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo gặp nhiều khó khăn do công tác thủy lợi vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Xã Hàm Cộng nằm 70%, xã Mỹ Thành cũng vậy. Hai xã này đặc biệt là thùng đồng bào dân tộc thiểu số cho nên cái việc mà phát triển sản xuất cũng gặp khó khăn. Mà điều kiện canh tác còn càng khó khăn nữa là thiếu nước sản xuất. Đến Hàm Thuận Nam vào cái khoảng tháng mùa khô từ tháng 3 đến tháng 6 thì thấy cảnh khô nước của huyện Hàm Thuận Nam. Nói thật ra thì Hàm Thuận Nam xã nào cũng thiếu nước. Nhà nước năm nào cũng phải hỗ trợ về ngân sách để khắc phục cái thiên tai này. Theo thống kê, chỉ tính riêng lượng nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam cần tới 100 triệu mét khối mỗi năm. Hệ thống các hồ chứa nước hiện tại của địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu của bà con. Tôi đang đứng tại hệ thống hồ chứa nước thủy lợi Ba Bầu, một trong những hệ thống hồ chứa nước thủy lợi của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Sông Móng, Ba Bầu, Đu Đủ, Tà Mon, Tân Lập, Sông Linh, Ba Ký và Ông Xã. Những hồ thủy lợi này, dung tích lớn thì lên đến vài chục triệu mét khối nước và dung tích nhỏ thì là vài chục ngàn mét khối nước. Tuy nhiên thì cũng chỉ đủ để cung cấp cho một nửa cái diện tích trồng thanh long của huyện Hàm Thuận Nam. Gọi Bình Thuận là vùng đất khát bởi những hệ thống hồ chứa thủy lợi lớn như thế này, tuy nhiên vẫn không đủ để cung cấp cho những vùng đất khác vào mùa khô. Đối với những địa phương thiếu nước, việc điều tiết nước, tích nước trong mùa mưa để cấp nước vào mùa khô vẫn đang là giải pháp hữu hiệu nhất. Để bổ sung kho nước cho Hàm Thuận Nam, Bình Thuận dự kiến xây hồ chứa nước CAPET. Hồ này có dung tích hữu ích thiết kế khoảng 50 triệu mét khối, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 7.760 ha. Trong đó, trước hết cho khu tưới Mỹ Thạnh là 127 ha, khu tưới đập Hàm Cần 1.430 ha. Sau đó còn bổ sung nước tưới cho khu tưới 745 ha của sông Linh, Cẩm Hang, điều tiết bổ sung nước cho diện tích 1.000 ha thuộc khu tưới của hồ Ba Bầu. Tiếp nước để tưới mở rộng cho khu tưới của hồ Sông Móng. Khu tưới kênh Sông Móng, Đu Đủ, Tân Lập với diện tích 2.500 ha và khu tưới kênh Đu Đủ, Tân Thành, diện tích 1.960 ha. Ngoài ra, còn cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.